Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến cái dự án IC Network, NIT sàn cũng như là về cái việc mở khóa và các cái quy định để được mở khóa và nhận cái đồng IC. Thì cái thông tin mà ở cái video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn biết rồi, thì cái đồng IC này sẽ được chính thức được niêm yết trên sàn OKX vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 vào lúc 17 giờ Việt Nam các bạn nhé. Thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu hơn về cái những cái quy định để mà chúng ta nhận được cái đồng IC Network ở trong cái đợt đầu tiên này. Đó. Thì các bạn cũng biết thì trong cái app mà khai thác cái đồng IC thì trong cái thời gian vừa rồi thì các bạn cũng biết là cái đồng IC này đã cho chúng ta điền cái địa chỉ ví, đó là cái ví của cái mạng BNB Smart Chain. Đầu tiên là cái mạng là Ethereum và sau đó là đổi sang cái địa chỉ ví của mạng BNB và Smart Chain. Và đến bây giờ thì dự án đã chính thức là khuyến nghị chúng ta lấy cái địa chỉ ở trên sàn OKX. Thì rất là nhiều bạn vẫn hỏi mình rằng là lấy ở địa chỉ ví nào? Cái ví gấp 3, ví MetaMask hay ví chốt có nét, thì ở đây mình khuyên các bạn luôn là các bạn lấy luôn cái địa chỉ ở trên sàn OKX. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn ở cái video trước là cái cách để lấy địa chỉ ở trên sàn OKX rồi, nó khá là đơn giản thôi. Đây thì các bạn vào cái sàn OKX nhé, thì các bạn nhấn vào phần tài sản này và các bạn nhấn vào cái mục funding nhá, mục funding đó. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần kính lúp ở đây, các bạn gõ đúng cho mình cái đồng BNB cho mình này. Đó, các bạn bấm vào đây và sau đó thì các bạn nhấn vào phần nạp tiền cho mình này. Tiếp theo các bạn nhấn vào chọn BNB BSC này, và đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái địa chỉ này, và các bạn copy cho mình cái địa chỉ này ở trên cái ví của bạn nhé. Đó, trên cái sàn OKX của bạn đó. Sau đó thì các bạn dán vào cái mục mà thay vào cái địa chỉ BNB Smart Chain ở trên cái app IC Network này đó. Sau đó thì các bạn lưu lại thôi. Thì cái này thì mình không hướng dẫn với các bạn nữa, bởi vì ở cái video trước thì mình đã là hướng dẫn cụ thể các bạn rồi, thì các bạn có thể xem lại cái video đấy. Và ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn cái thông tin chính thức, đó là về cái việc mà làm như thế nào để nhận được cái đồng IC và cái điều kiện gì để nhận được cái đồng IC, thì mình chia sẻ kỹ cho các bạn ở trong cái thông tin này. Và cái thông tin này là ở phần tin tức chính thức của cái dự án IC Network các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ cập nhật cho các bạn này. Tin tức thú vị đang ở phía trước cho IC, những người đam mê, và chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng IC sẽ được niêm yết trên sàn OKX và giao dịch sàn OKX nổi tiếng, và đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình dự án của chúng tôi, và giao dịch ngay dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 lúc 10 giờ giờ UTC, tức là 17 giờ Việt Nam các bạn nhé. Và danh sách này không chỉ là một sự kiện quan trọng, và nó biểu thị một thời điểm quan trọng trong IC Coin và đường lan truyền sự công nhận và thanh khoản và áp dụng rộng rãi hơn. Quy trình phân phối, để đảm bảo quy trình phân phối công bằng, đó cái phần này nên mới là phần quan trọng các bạn nhé. Công bằng và bình đẳng này, chúng tôi đã vạch ra các yêu cầu cụ thể của người dùng nhận được IC Coin. Đủ điều kiện IC phân phối tiền xu, người dùng phải đáp ứng các điều kiện như sau. Thứ nhất là số dư của các bạn nhé. Số dư của các bạn tối thiểu, người dùng phải duy trì số dư tối thiểu là 1.000 đồng IC có sẵn. Thì cái này chắc đơn giản thôi, bởi vì tất cả các bạn chắc là đều ở trong cái mức độ là 1.000 đồng IC, thì gần như là ai cũng đạt ở cái mức này rồi trong tài khoản của họ. Tức là chúng ta phải duy trì 1.000 cái đồng IC trong cái ví của chúng ta. Đó, thì cái này chắc chắn là không ai bị dưới cái 1.000 này. Thì những cái bạn nào mà khai thác mới nhất đây thì không đủ điều kiện thôi. Còn bước cái quy định thứ hai là các bạn phải là xác minh KYC. Xác minh KYC bước 1 và KYC bước 2 là bắt buộc, tức nhân là các bạn phải hoàn thành được hai cái bước xác minh tài khoản này. Thì cái bước đầu tiên đó là chúng ta xác minh cái khuôn mặt của chúng ta, và cái bước thứ hai là chúng ta xác minh gần đây nhất. Đó, thì các bạn đã hoàn thành hết các bước này rồi. Còn những cái bạn nào mà chưa hoàn thành được hai cái bước này thì đúng là mình cũng rất là chịu thôi, bởi vì mình đã có rất là nhiều cái video hướng dẫn cho các bạn xác minh hai cái bước này ở trên cái kênh của mình rồi. Cái điều kiện thứ ba đó là địa chỉ chuỗi thông minh phải là cái mạng BNB, và người dùng cài đặt địa chỉ BNB Smart Chain BSC ở trong tài khoản của họ. Thì cái này mình đã hướng dẫn các bạn rồi, và dự án cũng đã khuyến khích các bạn là lên sử dụng cái địa chỉ ví BNB Smart Chain ngay ở trên cái sàn OKX rồi.
Đó thì chúng ta sẽ lấy luôn ở đó, và sau này chúng ta nhận, chúng ta bán luôn trên sàn, chúng ta không phải mất công mất phí ga, chúng ta rút đi đâu cả. Đó, đấy là cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư là phiên khai thác tích cực, tức là người dùng nên có một phiên khai thác tích cực để tham gia phân phối. Tích cực ở đây thì đối với các bạn tham gia thì cứ tích cực, tức là ở đây thì các bạn dưới 10 phiên khai thác các bạn không khai thác, các bạn được bị đánh giá vào là không tích cực. Đó thì những các bạn mà không tham gia, hoặc là các bạn có thể vài cái phiên khai thác các bạn không vào, các bạn bấm nào thì nó sẽ đánh giá là cái tài khoản của các bạn là cheat tài khoản, thì các bạn không vào bấm nào thường xuyên đấy thì nó sẽ liệt kê vào trong cái danh sách đen, thì các bạn sẽ không nhận được cái đồng IC này. Đó là cái điều kiện, bốn cái điều kiện mà dự án đã cung cấp chia sẻ công khai ở trên cái phần tin tức của cái dự án IC Network, thì các bạn có thể mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo. Tiếp theo là cái phần IC xu sẽ được phân phối, sẽ được giới hạn ở những đồng tiền không được đặt cược. Ở đây này, IC xu được phân phối sẽ được giới hạn ở những đồng tiền không được đặt cược trước. Đó. Và những đồng tiền có được thông qua các lượt giới thiệu cũng đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được đề cập ở trên, và việc phân phối BNB Smart Chain sẽ diễn ra hàng tháng cho đến khi ra mắt mainnet, và đảm bảo phần thưởng nhất quán cho cộng đồng trung thành của chúng tôi. Như vậy là vẫn chưa mainnet và dự án đã phân phối một phần nhỏ cái lượng đồng IC hàng tháng cho chúng ta. Tức là cái số dư mà chúng ta khai thác được cộng với mấy cái phần thưởng hoa hồng từ tuyến dưới thì dự án đã trừ dần và đã gần như là hoàn thiện xong cái phần trừ lọc những cái bạn mà không vượt qua KIC ấy, thì dự án cũng đã trừ dần hết rồi, cho nên là cái số còn lại hiện tại bây giờ đang số dư của chúng ta là số chính thức mà chúng ta sẽ được hưởng sau này. Tiếp theo ở cái phần những ngày quan trọng để thông báo cho bạn, đây là những vấn đề quan trọng lần nữa. Lần phân phối đầu tiên sẽ dự kiến vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, và hôm nay 15 rồi thì còn 2 ngày nữa thì sẽ phân phối đồng IC nhé, và giao dịch ngay bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 vào lúc 17 giờ giờ UTC giờ Việt Nam. Và chúng tôi đặc biệt là khuyên người dùng lên liên kết địa chỉ chuỗi thông minh BNB của họ từ sàn giao dịch OKX vào tài khoản của họ, và cho phép giao dịch liền mạch và tránh các khoản phí ga không cần thiết. Nếu như chưa có tài khoản OKX, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một liên kết đăng ký để làm một quá trình đăng ký hiệu quả, tăng cường hệ sinh thái này, giới thiệu về OKX này, thì cái này thì mình sẽ không đọc với các bạn nữa nhé. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về cái cách quy định cũng như là cách nhận đồng IC. Đó thì cái số dư mà các bạn hiện bây giờ các bạn có ở trên cái số dư hiện tại này là cái số dư là các bạn sẽ được hưởng sau này. Và hiện tại thì không biết là cái đồng IC này khi mà được limit ở trên sàn OKX thì có được cái giá không, và có được cao hơn so với cái đồng AVV trước đó hay không, thì hiện tại vẫn chưa có cái thông tin cụ thể. Và chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn cho cái giá của cái đồng IC khi nên biết trên sàn OKX nhé. Thì các bạn cứ bình luận cổ dự kỳ giá dự kiến để chúng ta tham khảo thôi. Đó, và cái video này thì mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.